ra là sự nó đâu vào đấy, nó phải cả rồi ấy quá trình như anh riêng làm mật sư mình phải, anh em mình nếu mà xác định làm thì thôi em gọi là để giới thiệu cho anh em thôi, có như anh em mình đi từ những cái chỗ mà anh em nó chạy xe ba gác nhỏ nhỏ ấy thì thân dần lên anh ạ. Chứ mình mà mình làm muốn làm to, thực ra những cái chỗ mối to nó đã có mối rồi, nó chỉ có những anh em ba gác ba giúp nhỏ nhỏ xong dần dần lên thôi thì là nó mới thực tế đỡ mất tiền đi quan hệ ngoại giao kia nó chẳng mà anh đã sắp xếp được ở quanh đây từ đâu đâu, anh định sắp xếp từ khu nào đến khu nào đầu tiên? Anh thì đang đứng gần chục cái rồi. Ở những khu nào? Ở trong thành phố. Thành phố với cả ở ngoài chỗ hàng khẩu này. Em thì có anh em nào thì em bảo thêm vào cho anh thôi, trong kết nối cho anh thôi.